Chư hiện tiền chư tôn đức tăng ni xin đại chúng một tràng pháp ban nữa cho ban dân hoa thật là đẹp của chùa Kiều Đàm trong ngày hôm nay. Biết lấy gì đây trả hiếu ân, công cha nghĩa mẹ nặng vô cùng, tâm hoa biến mãn mười phương cõi, hướng đến từ tôn con kính nhân. Giờ này con xin đảm tròn một tràng pháp tay thật lớn, thật to, thật dài. Con xin thành tâm kính cùng thỉnh Ni sư vị chủ chùa Kiều Đàm và có đôi lời khai mạc cho đại lễ Vu Lan ngày hôm nay. Xin đại chúng lắng lòng nghe những lời ngọt ngào trầm ấm của Ni sư truyền trao. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.